Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình trạng mưa lũ tại khu vực đập Tam Hiệp gây ra bao thảm cảnh điêu đứng cho gần 20 triệu dân sống ở khu vực Thượng và Hạ Lưu, làm thiệt mạng hàng chục, thậm chí đến hàng trăm ngàn người, tàn phá nhà cửa, đất đai, hoa màu, của cải, gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la, gây kinh hoàng và chấn động dư luận. Nguy hiểm hơn khi một số đông người Trung Quốc đã bỏ xứ, xa quê, vác ba lô đến 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam tìm cách vượt biên nhằm tìm cuộc sống mới. Họ truyền tai nhau rằng chỉ có Việt Nam là nơi yên bình và đáng sống trong thời điểm hiện tại mà thôi. Họ được biết đến như vậy là tại vì ông Tập Cận Bình và giới quan chức mafia Bắc Kinh đã tiêm nhiễm vào đầu họ rằng Việt Nam là nơi đáng sống. Và đúng là như vậy thật. Thế nhưng họ đâu có biết rằng người dân Việt Nam chúng tôi không bao giờ chấp nhận dòng người di dân của Trung Quốc xâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng tôi dù là chính quy hay là vượt biên. Không những thế, những người dân Việt Nam chúng ta đang ở Đài Loan, dù là lao động hay là sinh sống cũng bình luận rằng tôi đang ở Đài Loan và nhìn thấy rõ người Đài Loan cũng rất ghét người Trung Quốc. Thưa quý vị, trong lúc chính quyền và người dân vẫn đang còn chật vật đối phó với lũ lụt như kiểu họa vô đơn chí, mà ông trời dường như chưa muốn buông tha cho con đập này thì trong tuần này, cơn bão số 2 đã tiếp tục đổ bộ Trung Quốc, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Nam của đất nước này, khiến cho tình hình mưa lũ tại khu vực đập Tam Hiệp càng thêm trầm trọng hơn và ngày càng nguy hiểm hơn. Thưa quý vị, cơn bão mới đã khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc bị thiệt hại vô cùng to lớn, đến cả các thùng container cũng bị thổi bay. Sáng qua, cơn bão số 6 đã đổ bộ vào Quảng Tây, Thượng Hải, gần khu vực trung tâm sức gió tối đa đạt trên cấp 15. Gió mạnh khủng khiếp đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vùng ven biển của hai tỉnh trên. Cuồng phong mang theo mưa lớn quét dọc bờ biển đã gây ra thiệt hại lớn. Cơn bão đã khiến cho nhiều thùng container bị thổi bay. Cây to từ 30 đến 40cm cũng bị đổ ngổn ngang và đè bẹp nhiều xe cộ. Mái nhà xưởng bị lật tung, ô tô cũng không thể di chuyển được vì không thể chống lại cuồng phong. Kèm theo đó là tiếng gió rít rất dữ dội. Ngoài ra, một đoạn video trên mạng xã hội cũng cho thấy cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực khác như Giang Tây, Quảng Châu, Trung Khánh, Tứ Xuyên, An Huy. Và theo một số thống kê sơ bộ, gần 2 ngày qua đã có 5.674 người thiệt mạng và mất tích trong cơn bão khủng khiếp này. Bão dữ đã gây ra mưa lớn xảy ra ở khu vực sông Dương Tử, khiến cho mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp tăng vọt. Các quan chức cho hay mực nước đã vượt quá mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dữ liệu về mực nước do chính phủ cung cấp bắt đầu dao động trong một phạm vi nhất định và nó không khớp với lưu lượng dòng chảy ra của hồ. Theo Tân Hoa Xã, trận lũ số 6 vào năm 2023 trên sông Dương Tử đã đến. Lưu lượng dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp lần này còn gấp bội, đạt trên 61.000 mét khối mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ cũng vì thế mà tăng lên 35.000 mét khối mỗi giây. Còn số lưu lượng dòng chảy vào hồ là 60.000 mét khối mỗi giây tiếp tục duy trì cho đến nay. Căn cứ theo dữ liệu mực nước, thời gian thực do mạng thủy văn chính phủ Trung Quốc cung cấp, mực nước và lưu lượng dòng chảy ra vào hồ của đập Tam Hiệp như sau: lượng nước vào hồ luôn cao hơn so với lưu lượng nước ra. Tuy nhiên, mực nước của hồ chứa do chính phủ cung cấp lại không duy trì tốc độ tăng cao. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy mực nước đã tăng khoảng 0,82m trở lên, từ 163,47m lên đến 164,29m chỉ trong vòng 1 giờ. Khi mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 164,29m, nó đã vượt qua mức cảnh báo 145m tới 19m. Chỉ còn chưa đến 10m nữa sẽ cán mốc mực nước cao nhất của hồ chứa Tam Hiệp là 175m. Rõ ràng, nếu mực nước cứ tăng đều với tốc độ 0,82 trên mỗi giờ, chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng của dân chúng. Hiện tại, việc đập Tam Hiệp có vỡ hay không đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài nước. Vài ngày trước, các quan chức đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã có dấu hiệu dịch chuyển, biến dạng và rò rỉ, nhưng họ vẫn khẳng định rằng nó vẫn trong ở phạm vi bình thường. Và dữ liệu dòng chảy và mực nước không nhất quán đã cho thấy ít nhất là trong số chúng đã không chính xác hoặc cả ba đều không chính xác. Theo những bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, việc xả lũ đập Tam Hiệp xả từ 6 cửa lên 10 cửa. Nếu tiếp tục xả lũ, nó sẽ khiến cho các khu vực hạ lưu nhân tâm hỗn loạn. Mưa lớn trên khu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục kéo dài. Mực nước trên dòng chính và dòng phụ của sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Dương đã vượt qua mức cảnh báo trong nhiều ngày qua. Nhiều hồ nước xả lũ, tình trạng tràn đập, tràn đê, vỡ đê diễn ra liên tục. Giang Tây, hồ Bắc thậm chí còn chủ động phá đê, lũ lụt lan tràn ở khắp nơi. Người dân đang sống trong cảnh thấp thỏm, hoang mang không biết đập Tam Hiệp có thể oằn mình chịu đựng được bao lâu nữa. Rất nhiều người đã tìm cách bỏ của chạy lấy người, và quan niệm còn người thì còn của, không luyến tiếc bất cứ điều gì, giống như đang mang bản án tử hình rơi trên đầu của mình vậy.
Một khi con đập Tam Hiệp bị vỡ toang thì chế độ Đảng Cộng sản sẽ suy vong, cũng như là diệt vong luôn. Vào trung tuần tháng 7, sau khi cơn bão Cha Ba đổ bộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thừa nhận thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ đặc biệt nghiêm trọng năm 2023. Trong cơn bão vừa qua, dự đoán dòng chảy tối đa vào hồ chứa Tam Hiệp là trên 60.000 mét khối trên giây. Ngoại giới lo ngại đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng được thêm nữa. Kể từ đầu tháng 9 cho đến nay, lưu lượng sông Dương Tử ở Trung Quốc đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa to xối xả không ngừng. Trận lũ số 2 vẫn càn quét từ đầu tuần qua cho đến nay, và dự kiến trận lũ số 3 cũng đang bắt đầu hình thành. Đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng xả lũ, khiến cho các khu vực tại Trung và Hạ Lưu cùng Thượng Lưu sông Dương Tử tiếp tục phải hứng chịu lũ lụt. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, cơn lũ mới đã gây sạt lở ở thượng nguồn sông Dương Tử bởi mưa lớn. Những khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử như sông Băng Giang, sông Gia Lăng, đập Hương Gia Bá đến Thống Thang và thậm chí cả khu vực Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh. Cục Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố, trên thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ số 6 năm 2023. Dự kiến lưu lượng của dòng chảy con đập Tam Hiệp trên 65.000 mét khối trên giây, một con số kinh hoàng. Cục Ủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực hồ Thống Thang thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, cảnh báo màu cam gây lũ lụt tại các đoạn bên dưới hồ Động Đình, hồ Bà Dương và cảnh báo lũ lụt tại sông Kinh Gia. Ngoài ra, hãng thông tấn của Đài Bắc, Đài Loan cho hay, do ảnh hưởng mưa lớn liên tục khu vực sông Dương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường đại ở Tân Bình, thôn Bắc Giang, thị trấn Huyết Khê, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lở núi và lũ quét. Vào khoảng 1:30 sáng qua, một lượng lớn đất đá đã cuốn trôi nhà máy và ít nhất 200 người đã thiệt mạng. Một vụ lở núi cũng được ghi nhận tại xã Thổ Địa, huyện Cửu Long, thành phố Trùng Khánh. Đây cũng là một trong những khu vực nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo các báo cáo, vụ lở núi đã chặn dòng sông Thiên Hà ở địa phương, tạo thành một hồ nước tạm thời với khối lượng nước là 420.000 mét khối và đang có hiện tượng rò rỉ nước gây nguy cơ vỡ bờ hồ bất cứ lúc nào. Tại Kiến Thủy, tỉnh Hồ Bắc thuộc khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp, vừa qua mưa như chút nước đã khiến khu vực nội thành thành phố bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ cấp 1, đập Tam Hiệp có thể tồn tại trong bao lâu nữa. Trên thực tế, cho đến nay, mức độ an toàn của con đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang có hiện tượng dịch chuyển, rò rỉ và biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp đã được đăng tải lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp vỡ, lũ lụt cao gần 400 mét sẽ được giải phóng với tốc độ hơn 100 km mỗi trên giờ trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập. Trận lũ sẽ phá hủy đập Các Châu đến thành phố Nghi Sương với tốc độ 70 km trên giờ. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Sương. Trong vòng 5 giờ mực nước ở Nghi Sương sẽ cao đến 10 mét. Video này đã gây xôn xao chấn động dư luận. Thế nhưng phía chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của tỉnh An Huy sau khi xem video, thì ông nói rằng video này rất có thể do một bộ phận người trong chính phủ làm ra, bởi vì người bình thường không thể đưa ra những suy đoán chuyên nghiệp như thế. Nhưng tại sao quan chức chính phủ lại phát hành video này và đưa nó lên Internet để lưu hành? Ông nói rằng ông không rõ nguyên nhân. Do đó, hiện tại tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng và điều gì sẽ xảy ra nếu một khi cơn lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát? Điều này quả thật khiến cho ngoại giới lo lắng. Kính thưa quý vị, trong lúc ngập lụt nghiêm trọng hành hành ở nhiều nơi như tại các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, nổi lên hàng loạt những trận bão lửa địa ngục, vạn năm có một, sản sinh ra hàng triệu tia sét trong thời gian ngắn đánh xuống mặt đất, mang theo những ngọn lửa bất tử thiêu đốt sạch sẽ tất cả những thị trấn tại đây, chỉ trong vòng 3 ngày đã cướp đi gần 1.000 sinh mạng, chưa kể đến những nạn nhân đột tử hoặc nhập viện do bị sốc nhiệt và mất nước. Cũng theo từ app cho biết, nhiệt độ bất ngờ tăng lên từ 37 độ C đến nhiệt độ vượt ngưỡng 50 độ C chỉ trong vài ngày, quá mức là khủng khiếp. Từ đó đã hình thành nên những trận bão lửa đỏ rực, sản sinh ra gần 1 triệu tia sét chỉ trong vòng vài giờ, thiêu đốt 5 thị trấn trong biển lửa địa ngục rải rác ở các tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam cũng như khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây và khu tự trị ở Trận Cương. Nhiều cư dân mạng hoảng sợ viết đăng tải trạng thái trên Weibo rằng địa ngục đang đến gần. Cũng theo tờ báo địa phương thì khoảng vài phút nơi đang đe dọa các công trình xây dựng và sự an toàn của cư dân thị trấn, sau khi nhiệt độ tăng vọt lên đến mức kỷ lục 50 độ C. Tính đến hôm qua, lửa lan rộng gần 50.000 km2, thiêu rụi 90 diện tích khu vực này của Trung Quốc. 11 người dân sống ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc may mắn thoát chết trong trận hỏa hoạn vì sét đánh sáng nay cho biết, thật là vô cùng thảm khốc, cả thị trấn bốc cháy ngùn ngụt, dường như những ngọn lửa bất tử, ngay cả lúc trời đang mưa to, gió lớn vẫn bốc cháy không ngừng. Thật tồi tệ, tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì ghê gớm như thế này. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy,
hàng ngàn người dân lái xe đông như kiến rời khỏi các thị trấn khi bị bốc cháy. Nhận định về hình thái thời tiết trên tại Trung Quốc, nhà khoa học khí hậu Jian của Viện Đại học Hanne của Pháp nhận định, đây là trận hỏa hoạn đặc biệt khắc nghiệt nhất mà ông từng thấy trên hành tinh. Đây là những bão lửa theo như nghĩa đen, tạo ra hàng ngàn tia sét và gần như chắc chắn là vô số vụ cháy mới sẽ tiếp tục xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia tỏ ra vô cùng lo lắng khi nhiệt và khói từ các đám cháy bốc lên cao, chúng có thể tạo ra bão lửa khủng khiếp hơn. Trước những hậu quả về đợt nắng nóng bất ngờ này, thì giới chức Trung Quốc đã khẩn cấp ban hành lệnh sơ tán cho toàn bộ các cư dân ở những khu vực sẽ hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục. Bên cạnh đó thì nhiều người dân chạy trốn lên các thành phố phía bắc của đất nước này. Theo thống kê của cơ quan y tế, cho đến nay đã có 825 người tử vong do lửa bốc lên thiêu rụi cả nhà, khiến người dân không kịp chạy thoát. Hơn 2.100 người phải nhập viện cho đến nay có liên quan đến cái chết của gần 500 người. Một số đám cháy bùng lên trong khu vực tiếp tục thiêu đốt miền Tây Bắc của đất nước này. Trong khi đó, suốt gần 1 triệu tia sét bổ sung trong đám mây có nghĩa là không chạm đất, thì ông Jian cho biết có 98.948 tia sét đánh từ mây xuống đất trên cùng một khu vực. Với ông Jian, đây là những con số đáng ngạc nhiên ở Trung Quốc, vì thấy hàng ngàn tia sét đã cướp đi mạng sống của gần 150 người ở Trung Quốc trong tháng trước, mức cao kỷ lục kể từ khi con số này được thống kê năm nay, năm 2023. Theo cơ quan khí tượng học Trung Quốc CMA cho hay, tổng cộng 141 trường hợp được thông báo tử vong vì bị sét đánh trong tháng 6. Một quan chức cấp cao về khí tượng học của Trung Quốc cho rằng, tình trạng ấm nóng toàn cầu là nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt. Mùa hè này, hơn 700 người đã chết vì lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc, trong khi hàng triệu người khác bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Theo tin từ Tân Hoa Xã, trong các vụ việc gần đây nhất, khoảng 50 người được cho là đã chết ở tỉnh Sơn Tây, phía Tây Bắc, tiếp sau các trận lụt do mưa lớn gây ra. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức chính quyền địa phương cho hay, 23 người được khẳng định đã chết và 26 người khác đang mất tích. Trong khi đó, gần 400.000 người phải di rời đi nơi khác, và ở một số khu vực điện đã bị cắt hoàn toàn ở nhiều vùng khác thuộc Trung Quốc. Các nhà khí tượng học đã đưa ra cảnh báo đầu tiên về say nắng trong năm nay. Dự báo nhiệt độ ở miền Nam Trung Quốc và khu vực Tân Cương ở phía Tây có thể lên đến 40 độ C. Dân chúng được khuyến khích tránh nắng vào những giờ nóng cao điểm. Trước đó, Cơ quan Chỉ đạo Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát Lụt lội Trung Quốc cảnh báo rằng, khô hạn nghiêm trọng đã khiến cho 7,53 triệu người lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nơi hứng chịu nặng nề nhất là các tỉnh phía Bắc gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, khu vực tự trị Nội Mông ở phía Bắc và các tỉnh phía Nam gồm Giang Tây, Hồ Nam. Nghe đến đây, quý khán thính giả có nhận ra điều gì đó khác lạ không ạ? Rõ ràng mưa bão vẫn đang hoành hành ở miền Nam và khiến cho người dân ở đây phải di tản, đặc biệt là muốn qua Việt Nam chúng ta dù là vượt biên hay là chính thống. Thế nhưng ở các khu vực như miền Bắc và các khu vực khác như cao nguyên Tây Tạng thì đang diễn ra những đợt nắng nóng vô cùng khủng khiếp, chứng tỏ rằng nơi đây là những vùng cao hơn. Nơi đây không biết rằng có bị ngập lụt hay không, nhưng nơi đây vẫn an toàn hơn những vùng hạ lưu của con đập Tam Hiệp, vẫn an toàn hơn những vùng hạ lưu của con đập Tam Hiệp, vẫn an toàn hơn. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 9,9 độ Richter, kèm theo mưa, bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất dữ dội liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng triệu người dân Trung Quốc đại lục tháo chạy khắp nơi để lánh nạn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, vào tối ngày hôm qua, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, bão, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở cộng thêm động đất sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là ở địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang của Bắc Kinh hôm qua, lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo báo động Hồng Thủy số 1, tức là trận lũ đầu tiên trên con sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết hiện mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới.
hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ khiến lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như Tứ Xuyên và Hồ Nam, khiến cho khu danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ. Thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được, nhưng theo các nhà quan sát cho biết trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì chính phủ của ông Tập đã đi gây gổ, gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Hỏi rằng có ai có nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không? Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang gặp hoạn nạn nhưng không có một ai và không một nước nào ra tay giúp đỡ. Bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu tính kế đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, thì chính quyền ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp các chỉ trích của các nước trong khối ASEAN, điều này là không thể dung tha và chấp nhận được. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc quá tham lam, vô độ khi không lo cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn đi nghị kế xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tính người. Phát biểu trên tờ báo BBC News, một viên chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ những người dân thường vô tội. Nhưng ở đây, chính quyền của ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc dân chúng, lũ về, mưa về, họ mặc kệ động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp, nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta vẫn ngang nhiên đòi đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ đánh nhau với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung thứ được. Đây chính là tội ác mà Trung Quốc gây ra, cho nên bây giờ trời không dung đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với cả mọi người khi ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Hiện tại, không một ai và không một nước nào thương tiếc cho chính quyền của ông Tập cả, bởi vì những điều ông ta gây ra tội lỗi cho thế giới là không thể đong đếm được. Họ chỉ thương tiếc cho hơn 1,5 tỷ người dân Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon, ngủ không yên vì thiệt hại, thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo của Trung Quốc đã trích dẫn lời một lãnh đạo trong ngành khí tượng thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày qua thì xảy ra 2 trận động đất có cường độ cao lên tới gần 10 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CNC cho biết trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 9 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn chấn địa mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Hách Trương thuộc tỉnh Quý Châu vào trưa ngày hôm qua lúc 11 giờ 11 phút. Được biết, hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần và mức độ sóng của nó lên tới gần 50m, cao hơn 3 tòa nhà cao tầng, nhấn chìm toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc dành cho khu du lịch nổi tiếng này của phía Trung Quốc bởi nó đã tồn tại được hơn 2.000 năm tuổi, nhưng hôm qua nó đã bị nhấn chìm dưới mực nước sâu khoảng 10m. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy đã khiến nhiều người và quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn thì một số con đập nhỏ hơn, con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ. Và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào. Và nếu như nó bị vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Tất cả các làng mạc, các thành phố lớn của Trung Quốc và cả trung tâm thương mại sẽ bị san phẳng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới. Và như vậy, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột ở thủ đô Bắc Kinh.
Hiện giới chức của nước này đang ăn không ngon, ngủ không yên vì hiện tượng động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ ở các tỉnh miền Nam và miền Tây của phía Trung Quốc. Và đứng trước những thảm họa nguy hiểm đến như vậy, thì Trung Quốc đã cho kích hoạt phản ứng khẩn cấp chống lũ đập Tam Hiệp. Và con đập Tam Hiệp hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 3. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp đang mở là 3 chứ không phải là 2 hay 4 như những tin đồn trước đây. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã con số 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại. Bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 53.000 mét khối trên giây, một trong những lưu lượng nước lớn nhất trên thế giới chưa từng có xảy ra. Tỉnh Hồ Bắc đã phải phát quần áo cho người dân địa phương đi tránh lũ ở trên đỉnh núi cao. Trang Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin, Trung Quốc từ tối ngày hôm trước đã cho khởi động khẩn cấp độ 4 là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn, dẫn tới mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp càng lúc càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm nói trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa đại lục khẩn trương chống lũ, nhưng trong khi đó họ vẫn xả thêm một cửa xả của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra ngập lụt toàn bộ 31 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ báo động đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt, lũ quét, động đất và sóng thần, thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử các tổ công tác tới tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai do các địa phương này đang gặp phải. Thông báo của Bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, động đất, sóng thần, phối hợp với các cơ quan khác nhằm phòng tránh lũ lụt trên khắp diện rộng toàn đất nước của Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp phản ứng với tình hình mưa lũ nghiêm trọng, động đất, sóng thần trong những ngày vừa qua, Sở Quản lý Khẩn cấp của tỉnh này đã phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng tình hình hiện tại con đập Tam Hiệp cũng như các thành phố xung quanh khu vực này đang hết sức nghiêm trọng và trầm trọng, đề nghị người dân phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, họ vẫn lực bất tòng tâm bởi vì mưa lũ đã kéo về ùn ùn từng ngày, từng giây và từng phút. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm liên quan tới Việt Nam và con đập Tam Hiệp. Khi rất nhiều câu hỏi nói rằng con đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ thì nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Để trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng tới Việt Nam và nếu như con đập Tam Hiệp có vỡ thì cũng không ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Chỉ lo ngại rằng người dân Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam để lánh nạn mà thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là tất cả quý vị và các bạn đều rõ ràng một điều rằng con đập Tam Hiệp cũng như mưa lũ ở phía Trung Quốc không ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Nó chỉ ảnh hưởng nhẹ ở một số tỉnh khu vực phía Bắc của Việt Nam như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Cao Bằng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, tại những tỉnh thành kể trên xuất hiện nhiều đám mây u tối và lượng mưa từ Trung Quốc tràn sang sẽ làm cho Việt Nam có những trận mưa to đến rất to tại khu vực này. Đề nghị bà con phải hết sức cảnh giác lũ quét và sạt lở. Đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49m di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết hôm qua sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng 16 phút và 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng chữa trị cho hơn 60.000 người mắc chủng COVID-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy toán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới Lào, Campuchia, trong đó có cả Việt Nam. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác, nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao, nay lại còn cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét, có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi.
khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và nổi tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của đất trời và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại. Để bây giờ bị quả báo ập đến không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập chứ có đến 10 ông Tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận. Và hình như ông trời đang ra tay chỉnh trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính Trung Quốc đã phát tán ra con virus Vũ Hán đem lây lan đau thương cho toàn thế giới này. Nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên đất trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua, vào lúc 19h30 phút, trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính phủ của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 2 năm tính từ ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay thành phố đã biến thành thành phố không một bóng người và bây giờ thì nó lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt, thế nhưng hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua, truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội của Bắc Kinh vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai chiến tuyến để tăng cường lực lượng quân sự, thị uy Dương Oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi của Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng mặc dù gần 1 tỷ người dân Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận múa võ Dương Oai, ngoài mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to, gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Điều đó cho thấy, người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập vẫn chưa sợ trừng phạt của thiên nhiên, hoặc chính quyền của ông ta đã xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết chắc bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào. Đó là đập vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, bởi vì chỉ khi con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi ra hết ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa và khi đó cái chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ, chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hôm qua nước lũ đã còn xuyên qua tầng 3 của các nhà dân ở thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy tán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy về các miền quê khác hoặc trốn sang các nước ngoài để tránh. Còn người giàu thì bay sang nước ngoài. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc lao đao không biết đi đâu về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về, làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đã trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà hồng thủy số 1 trên
sông Trường Giang 2, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao, lên tới 53.000 m3 trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang xấp xỉ là 31,7 m. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất, nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra. Nghĩa là bây giờ 3 cửa xả của con đập này đang hoạt động hết công suất ngày đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra hầu như toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng hôm qua đưa tin, mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến các địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này, mực nước vượt mức báo động đỏ nhiều hơn hàng năm lên tới 400%. Một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ, trong đó các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%. 293 con sông khác đang có cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm vừa qua. Nước lũ chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 đến 150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc. Một hiện tượng lạ và hiếm gặp, 1.000 năm nay mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục và đây chính là một điểm báo rất xấu cho phía Trung Quốc trong năm 2022. Tờ báo quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua khi khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xã đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nắng nóng và ẩm ướt rất nặng nề. Lớp bão tuyết này dày khoảng 30-60 cm, đặc biệt có những nơi dày lên tới 100 cm. Thảo nguyên nằm ở khu vực độ cao 2.400 m so với mực nước biển. Dù thảo nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè và những năm trước, tuy nhiên theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố phía Nam của phía Trung Quốc. Để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ, nhưng hình như người dân đã quá chống chọi và kiệt sức rồi, nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Đại họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi hôm kia, vòi rồng bạch tuộc vừa càn quét tan nát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, thì ngày hôm qua núi lửa lại tiếp tục tuôn trào vùi lấp hai thành phố xinh đẹp khác của Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền Nam của Bắc Kinh chìm trong khói lửa và nham thạch. Và hai thành phố của Trung Quốc bị vùi dập trong khói bụi và đống đổ nát, đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khiến cho giới chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục sửng sốt và bất ngờ. Thưa quý vị, hôm qua vào lúc 19 giờ 30 phút, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát một bản tin nói về núi lửa tuôn trào ở thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khiến cho dân chúng ở đây chạy toán loạn. Nham thạch đã phủ kín toàn bộ hai thành phố này, khói bụi và đống đổ nát lan tràn ra khắp mọi nơi, khiến cho giới chức của hai tỉnh này vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không làm gì để cứu giúp cho những người dân vô tội.
chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đang mải mê hống hách bành trướng ở ngoài Biển Đông khi hải quân của Bắc Kinh đang cho tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Mỹ và thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, trong nước của Trung Quốc thì động đất lũ lụt sạt lở, vỡ đê, vòi rồng và núi lửa. Tuy nhiên, người đứng đầu của vương quốc, ông Tập Cận Bình đã không quan tâm, lo lắng cho dân chúng. Ông ta chỉ nhăm nhe ấp ủ âm mưu thủ đoạn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ đánh nhau với các nước hòng xâm chiếm lãnh thổ của Ấn Độ, Triều Tiên, Nepal, trong đó có cả Nga. Vì thế mà khi có động đất sóng thần và núi lửa ập đến, hàng triệu người dân của Trung Quốc đã phải tự bấu víu vào nhau để chạy toán loạn, mong được thoát thân. Thiệt hại về của cải gần như là 100%, bởi đến nhà xây cao tầng 10 tầng thì nước lũ đã ngập tới tầng thứ 9. Các nhà phân tích cho biết thêm, khi đại họa thiên tai ập đến, đã có rất nhiều người dân xấu số của Trung Quốc đã thiệt mạng và mất tích. Dự báo là rất nhiều bởi vì cảnh nhà cửa tan hoang, làng mạc bị phá hủy, thành phố bị tàn phá trong mưa bụi và bão tố. Tuy nhiên, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và một kênh truyền thông uy tín nhất của Trung Quốc là tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua chỉ đưa tin có 3 người thiệt mạng do mưa lũ cuốn trôi. Điều đó cho thấy rằng chính phủ của Trung Quốc hình như là đang cố tình bưng bít thông tin về hạn hán, lũ lụt, thiên tai do mẹ thiên nhiên gây ra. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tính đến ngày hôm qua đã là ngày thứ 39, tức là 39 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc liên tục bị mẹ thiên nhiên giáng những đòn đau để trừng trị phía Bắc Kinh. Hầu như lũ lụt, mưa to, bão tố, phong ba, bão táp, sạt lở, sóng thần, núi lửa và vỡ đê liên tục ảnh hưởng trầm trọng tới 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại không một ai và không một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo, mà ở đây chính quyền của ông Tập Cận Bình đã làm mất lòng tin đối với cộng đồng của quốc tế. Cho nên khi xảy ra dịch bệnh hay hạn hán, lũ lụt, thiên tai, các nước đều quay lưng lại với cả phía Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang mất dần uy tín trên trường quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin, hiện các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên còn 2 quả núi lửa nữa đang có biểu hiện tuôn trào và phát nổ trong một vài ngày tới. Hiện giới chức và các cơ quan chức năng dò phá núi lửa đang ra một thông báo khẩn cấp để người dân chạy đi sơ tán lánh nạn. Nếu không thương vong sẽ là vô cùng to lớn và thiệt hại ban đầu ước tính là hàng tỷ đô la. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết một tin rất xấu đối với Trung Quốc, đó là tình hình mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần trong một tuần tới và có những tuần tiếp theo vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện bầu trời vẫn đang rất u ám và u tối. Bầu trời luôn luôn trong tình trạng xám xịt bao phủ toàn bộ những tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc. Do đó, lưu lượng nước tại những con sông như sông Dương Tử, sông Đường Giang, sông Hoàng Hà hay những nhánh của con sông này đang ở mức báo động đỏ, nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất cao. Như vậy, phía Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, đặc biệt là vòi rồng. Điều này đang làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập lại không lo lắng cho người dân mà vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ của các nước khác. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Trung ương của nước này vẫn đang cho đào bới những đống đổ nát và cung cấp mì gói cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng, cho đến giờ phút này, đúng là không thể nào đùa được với cả thiên nhiên. Một khi đã để ông trời nổi giận thì thiệt hại sẽ là khôn lường. Bởi người ta cho rằng xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Ở những ngôi làng, những thành phố, những khu du lịch hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi của Trung Quốc, ví như khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn đã có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, một khu du lịch với tuổi đời rất cao với vẻ đẹp hoang sơ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và trên thế giới, nhưng cũng đã bị nhấn chìm chỉ sau một đêm lũ lụt, lũ quét ở thượng nguồn con sông Tam Hiệp đổ về, để bây giờ thiệt hại phía Trung Quốc đang phải gánh chịu là không thể đong đếm được bằng tiền. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trời và đất cũng như mẹ thiên nhiên đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì những tội ác mà chính quyền của ông Tập gây ra trong thời gian vừa qua là vô cùng to lớn. Bây giờ ắt phải nhận được những nghiệp báo, nghiệp chướng, nghiệp quật giáng lên đầu chính quyền ông Tập. Và nếu như đúng theo quy luật của thiên nhiên thì những điều trên hoàn toàn là chính đáng. Đấy chính là một bài học, là một lời cảnh tỉnh để cho chính quyền của ông ta tỉnh giấc mà ngồi dậy cầu nguyện sám hối với cả nhân dân các nước trên
thế giới. Và nếu như trong thời gian tới chính quyền của ông Tập còn dám tiếp tục đi bành trướng bắt nạt ở ngoài Biển Đông, dám đi xâm chiếm lãnh thổ các nước láng giềng xung quanh mình, dám đem con virus Vũ Hán ra lây lan cho toàn nhân loại, thì không chỉ có miền Nam Trung Quốc bị mẹ thiên nhiên ra tay chỉnh trị, mà ngay cả miền Bắc, nhất là những nơi nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập rồi cũng có một ngày bị tàn phá và bị vùi dập. Thưa quý vị, theo lời kể lại của hai người dân ở tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên, cùng những nhân chứng sống ở tỉnh Trùng Khánh cho biết, mưa lớn, sạt lở, lũ quét, sóng thần, động đất, vỡ đê đến nay đã là ngày thứ 39 ập đến phía Trung Quốc, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây hơn 3 hôm thì hai trận động đất mạnh dưới lòng đất đã xảy ra. Hôm kia thì vòi rồng xuất hiện cuốn trôi đi tất cả. Hôm qua thì một ngọn núi lửa mang tên Simatua đã tuôn trào, khiến cho khói bụi nham thạch phủ kín hai nơi lộng lẫy nhất của Trung Quốc, đó là Vân Nam và Tứ Xuyên, khiến cho ít nhất 150 triệu người dân của Trung Quốc đại lục tiếp tục chạy toán loạn, đi sơ tán. Hơn một nửa trong số đó đã quyết định rời bỏ miền Nam của Trung Quốc để đi về phía Tây Tạng. Một số khác thì bỏ lên Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Số còn lại đã chạy sang biên giới của nước Lào và Việt Nam. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới thiên tai dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc. Hôm qua, một hãng truyền thông lớn của Mỹ cho biết báo cáo một tin buồn đối với Trung Quốc khi nửa cuối năm nay bão dồn dập và lũ lụt, hạn hán liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Những diễn biến thời tiết bất thường ở Trung Quốc liên tục xảy ra, đặc biệt là ở Tây Tạng. Hiện tại đang là mùa hè, nhưng bão tuyết đang phủ kín vùng này. Bão trên biển cũng đang xuất hiện dồn dập quanh quần đảo Phú Lâm cũng như quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, nơi mà Trung Quốc thường xuyên nhận vơ đó là chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc đang hứng chịu mưa lũ lịch sử kéo dài hơn một tháng vừa qua, khiến hàng triệu người dân đang điêu đứng, phần nào phản ánh mức độ ngày càng phức tạp và cực đoan của thiên tai trên thế giới, đặc biệt là trong năm 2022. Ở Việt Nam, khi bước vào tháng 3, nhiều người lo ngại về tình hình mưa lũ thiên tai mà phía Trung Quốc lây lan hoặc có ảnh hưởng. Nhưng các chuyên gia cho rằng dịch bệnh cũng như tình hình thiên tai ở phía Trung Quốc không làm ảnh hưởng gì tới đất nước của Việt Nam. Giả sử con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có vỡ toang ra thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng gì. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật được về việc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV 7 đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc đưa vào biên chế các đơn vị tiêm kích tàng hình thế hệ mới G20. G20 là một trong hai tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 được triển khai từ cấp phi đội trên thế giới, trước còn lại là F-35 của Mỹ. Tiêm kích tàng hình này được đưa vào phục vụ trong quân đội Trung Quốc PLA. Máy bay này có chi phí nghiên cứu và phát triển khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, ít hơn 10% so với F-35. G-20 hiện được coi là một trong những tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới và thiết kế của nó đã được cải thiện đáng kể từ khi đi vào hoạt động với sự tích hợp của hệ thống điện tử hàng không, lớp phủ tàng hình và động cơ mới. Bản tin gần đây từ CCTV cho hay, lực lượng không quân giải phóng quân nhân dân Trung Quốc PLAAF đã triển khai một lữ đoàn G-20 mới, biến thể tăng cường của G-20A, trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Phương Bắc, trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được triển khai ngoài Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông và Miền Nam, vốn được ưu tiên nhận các tiêm kích tàng hình mới. Tiêm kích tàng hình G-20A trong lữ đoàn mới tích hợp động cơ WS-10C mới do Trung Quốc tự phát triển, được quảng cáo là mang lại hiệu suất cải thiện nhiều so với các phiên bản động cơ trước đó được trang bị cho G-20. WS-10C là động cơ thứ 3 được sử dụng bởi các tiêm kích tàng hình G-20. Máy bay này ban đầu sử dụng AL-31FM1 của Nga, vốn được sản xuất cho máy bay tiêm kích bom Su-34 trước khi chuyển sang một biến thể WS-10 cũ hơn. WS-10C được coi là một trong những động cơ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 4 có năng lực nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn kém tương đối xa so với động cơ Saturn 30 của Nga đang được phát triển cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 hay động cơ WS-15 của chính Trung Quốc dự kiến được tích hợp trên các thế hệ tiêm kích tàng hình G-20 trong tương lai. Một biến thể mới của G-20, dòng G-20B, được đưa vào sản xuất vào năm 2020 và hiện nay có tin nói một biến thể hai chỗ ngồi dự kiến sẽ ra mắt.
khi được đưa vào trang bị tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ 5 Chengdu G20 của Trung Quốc, đã trở thành tiêm kích tàng hình hoạt động duy nhất được phát triển bên ngoài Mỹ, một biểu tượng nổi bật cho thấy Trung Quốc nổi lên như một nhà sản xuất máy bay quân sự hiện đại hàng đầu. Máy bay này là một tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không hạng nặng, được kỳ vọng sẽ kế nhiệm chiếc J-11B trước đây đã hình thành trụ cột của không quân Trung Quốc. J-20 được thiết kế đảm nhận cùng một vai trò với tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ, trong khi J-20 được tích hợp nhiều công nghệ mới hiện đại, từ cảm biến và vũ khí cho đến việc giảm tiết diện radar. Một khiếm khuyết lớn là việc nó phụ thuộc vào động cơ AL-31EM2 của Nga. Những động cơ này lần đầu tiên được đưa vào trang bị trong không quân Nga vào năm 2014 và được phát triển cho tiêm kích tàng hình tấn công thế hệ 4+ Su-34. Các động cơ AL-31FM2 cũng có nhiều điểm tương đồng với động cơ AL-41F1S được phát triển cho tiêm kích Su-35 của Nga, nhưng mạnh hơn một chút, Trung Quốc đã mua một số ít Su-35 và nhiều người cho rằng đó là bởi họ muốn học hỏi công nghệ là chính, nhằm đến một lúc nào đó tự phát triển động cơ của riêng mình. Kể từ đó, các nỗ lực đã được thực hiện để phát triển các động cơ bản địa phù hợp với J-20. Hiện đã có ít nhất hai thiết kế, đó là WS-10 và WS-15. Đại họa tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 49m tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Đây cũng là nơi mà có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây vào rạng sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua ba tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triển đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với một tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn, đã nhanh chóng vùi lấp san phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng của Trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống ngày hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên và sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề rồi, nay lại càng bi thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình rồi. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng ngày hôm nay lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ là tròn gần 40 ngày, nửa đêm không ngủ, Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Thống kê 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố phong ba mịt mờ gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa đã liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục dội xuống, đáng chú ý hơn cả là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào và trận lũ ống cao hơn 49m bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào rạng sáng ngày hôm nay. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền của ông Tập, bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ của Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên, và cho tới thời điểm hiện tại trên thế giới, không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn, không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây là họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba vừa qua, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen của Campuchia.
Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có trời, đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới, và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên quả là rất thích đáng. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Họ rất thương cho những người dân của nước này. Bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi. Bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần 1.5 tháng vừa qua, nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, một số tỉnh phía Nam như Trùng Khánh, Hồ Điệp, Vân Nam của Trường Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp 2 vụ động đất mạnh với cường độ từ 3,5 đến 4,9 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang. Do lượng nước xả từ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Cây trái, hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ 28 tỉnh phía Nam của phía Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam của Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4 đến 5 mét, thậm chí có nơi trũng lên tới 9 đến 12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tới 9 đến 10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Những tầng dưới coi như bây giờ chỉ còn để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được. Bởi chính phủ của Trung Quốc phải mất rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới đây, lượng mưa lũ quét, sạt lở, động đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra cả những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối đối với cả phía Trung Quốc khi mà các nhà phân tích cho biết rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này. Nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay tính đổi nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận san phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một tình cảnh thậm tệ nhất trong vòng hơn 100 năm vừa qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại có thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn tin cậy vào người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi, tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc bây giờ chỉ còn có Pakistan, Nga là còn giữ quan hệ với cả Bắc Kinh. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất này đã cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vì chính Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Hiện trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất, đó là chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen Campuchia là thân cận với Bắc Kinh. Được biết, chính phủ Campuchia đã chi viện 20.000 tấn gạo và mì gói cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ ập đến. Điều đó cho thấy rằng đệ tử của ông Tập Cận Bình là ông Hun Sen tỏ ra rất trưởng thành.
Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày hôm nay sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của đất và trời. Nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn nhận ra những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua, đồng thời chính quyền của ông ta phải cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt, banh trướng ở ngoài Biển Đông nữa. Không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm lần nữa thì chắc chắn con đập tam hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng hiện ông ta vẫn đang rất hống hách. Quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa quanh quần đảo Phú Lâm giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân, hải quân và quân đội của Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo phía Trung Quốc thì đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới của Ấn Độ bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhiều nhà phân tích cho rằng trong nước thì liên tục bị động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống, nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình là rất lớn, mà các cụ nói rằng tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, của Nhật, của Mỹ cho biết, Trung Quốc trong một đến vài tuần tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lũ quét, lũ ống. Bởi vì mưa to liên tục xuất hiện, bão tố mịt mờ liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc và chắc chắn rằng trong thời gian tới nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ sống trong cảnh ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Đại họa tiếp tục đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình khi hôm qua thần sấm và thần sét chút giận ầm ầm và đùng đùng đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc và đánh lõm một đoạn đập tam hiệp khiến nguy cơ vỡ đê sông Dương Tử lên tới 99%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 40 đầy đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Đặc biệt, sẽ nhiều hơn vào nửa cuối tháng 4 năm 2022, làm cho bầu trời Trung Quốc đầy xám xịt và u ám này lại càng trở nên đen tối hơn. Theo Cơ quan Phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cộng với sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã làm cho 20 triệu người dân của thành phố Hà Nam, Vũ Hán, Hồ Bắc và An Huy thiệt hại nặng nề. Các tỉnh và thành phố nói trên của Trung Quốc tiếp tục bị nhấn chìm trong mênh mông biển nước. Có những nơi vùng trũng ngập lên tới 11 mét, khiến 3 tỉnh thành phía Nam nói trên của phía Trung Quốc phải hủy bỏ kỳ thi đại học quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc hệ thống sông Dương Tử đã buộc phải nâng cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở lên 2 cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng đã xuất hiện ở nhiều nơi dẫn tới hệ thống điện nước quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 16 thành phố phía Nam của Trung Quốc chìm trong bóng tối. Rất nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đến gói mì tôm cũng không có mà ăn. Cảnh tượng lầm than bao trùm lên một bầu trời u ám, đen tối. Mọi người chỉ biết ngồi cầu nguyện và mong sao mưa bão sớm chấm dứt để trở lại cuộc sống bình thường. Chứ hơn một tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã quá khổ rồi. Nhiều ý kiến cho rằng người dân của Trung Quốc rất đáng thương và cần được giúp đỡ, một phần bởi vì họ đã thực sự kiệt sức khi hai năm qua phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề bởi con virus mang tên Corona. Bây giờ lại đến sự nổi giận của thiên nhiên trút xuống làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc hứng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đại lục bây giờ chỉ mong muốn có một điều nhỏ nhoi, đó là cuộc sống trở lại bình thường. Thế giới không có chiến tranh, người người được hạnh phúc.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết điều nhỏ nhoi đó có vẻ như cũng không được chính phủ và người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình đáp ứng. Bởi vì Bắc Kinh đang trải qua những ngày tháng u ám đen tối nhất trong lịch sử của Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập hầu như đang bỏ mặc người dân, không quan tâm đến cứu giúp người dân trong cảnh hoạn nạn. Chính quyền của ông ta đang còn bận rộn cho những việc đi xâm chiếm Biển Đông và đánh nhau với tất cả các nước, hòng chiếm đóng một phần lãnh thổ, lãnh hải của những nước xung quanh mình. Bằng chứng xác thực nhất đó là việc ngày hôm qua, thần sấm và thần sét đã rộ đùng đùng làm đứt lưới điện quốc gia của Trung Quốc, nhưng chính quyền của họ Tập vẫn đem quân đội đi xâm chiếm Biển Đông ngay bây giờ. Và ngay lúc này, quân đội của Trung Quốc đang chờ tập trận bắn đạn thật ở 3 vùng biển. Một là vùng biển Đông, khi hải quân của Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu chiến, máy bay, tên lửa bắn đạn thật, đánh trận giả xung quanh đảo Phú Lâm, ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều bức xúc đối với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ. Hai là quân đội của ông Tập cũng đang cho diễn tập quân sự ở eo biển Đài Loan để dương oai thị uy sức mạnh nhằm khống chế vùng biển này. Ba là quân đội của Trung Quốc đang điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ xuất kích lên vùng biên giới giáp danh với cả Ấn Độ, gây ra mối quan ngại sâu sắc cho cộng đồng thế giới và chính quyền Tổng thống Ấn Độ, ông Modi. Các điều trên cho thấy rằng, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập chỉ muốn thực hiện các âm mưu đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, chứ họ Tập không quan tâm gì đến thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều tỉnh của Trung Quốc. Những điều rối ren trên đang khiến cho người dân của Bắc Kinh đang sống trong cảnh lầm than, nay lại càng trở nên túng quẫn hơn. Rất nhiều nước đã tỏ ra tiếc thương cho người dân của Trung Hoa đại lục, nhưng họ chỉ biết trách chính quyền tham lam vô độ của chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì chính những chính sách sai trái và đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có như thế này. Hiện hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục đang mất dần lòng tin với cơ quan đầu não của họ Tập. Thưa quý vị, 3 tháng đầu năm nay, cả nước của Trung Quốc đã xảy ra 168 trận dông lốc, lũ quét, sạt lở và mưa đá. Thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết, nhiều người bị mất tích, có tới 130 người bị thương. Lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần đã làm cho 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều cơ quan, ban ngành, chính phủ của Trung Quốc bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được. Nhưng điều đáng nói ở đây, hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và ngưng trệ, ngừng hoạt động. Hệ thống điện quốc gia cũng bị gián đoạn, trường học thì đóng cửa, nhà máy xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Họ đang sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền của họ Tập lại không quan tâm tới những người dân. Trên thế giới cũng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp và giúp đỡ Trung Quốc. Chỉ duy nhất có một nước, đó chính là chính quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Bởi vì mới đây, tờ báo China Morning Post cho biết Campuchia đã viện trợ cho 2.000 tấn gạo và mì tôm gói cho người dân Trung Quốc đại lục. Các nhà quan sát cho biết điều đáng chú ý nhất ở đây là mực nước trên sông Dương Tử liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua, dâng lên tới mức độ đáng báo động đỏ, làm cho 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất ngày đêm 24/24 giờ, nếu không nguy cơ vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, do những chỉ đạo sai lầm và chính đường lối sai trái của chính quyền ông Tập Cận Bình trong suốt thời gian qua, trên thế giới không một ai và không một nước nào dám ra tay chiến đấu lại với phía Trung Quốc trừ nước Mỹ. Và đứng trước tình cảnh đó, ông trời dường như đã nhìn thấy rõ tâm can và bộ mặt như là tội ác của Trung Quốc, nên đã sai trời, sai đất và sai mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị Trung Quốc để trừ họa cho thế giới. Trời và đất liên tục nổi giận, cho chút những trận mưa to khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khiến cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Gần 40 ngày đêm vừa qua, bầu trời của Trung Quốc luôn trong cảnh u ám và đen tối, không có một lúc nào sáng sủa cũng như có ánh nắng mặt trời. Tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã trải qua 40 ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, hết mưa bão mịt mờ, sóng to, gió lớn, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, thì hôm qua họ lại phải nhận thêm một sự trừng phạt từ thần sấm và thần sét. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn chưa ngưng tay trừng trị Trung Quốc, và đó chính là nhân quả báo ứng và nghiệp báo đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho nhân loại trong suốt thời gian vừa qua.
Thưa quý vị, có một cái tin được cho là cực xấu đối với người Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo lũ quét sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đang xảy ra ở khắp các vùng miền trên toàn bộ đất nước của Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này còn cho biết sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật, còn sau khi hạn hán nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Vì vậy, Trung Quốc được cho là sẽ hứng chịu năm 2022 không hề tốt một chút nào, và nếu như tình hình diễn biến xấu này tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ xin từ chức. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post hôm qua đã có một bài viết rất hay và rất dài miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp khiến giới chức của nước này không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mưa liên tiếp trong hơn một tháng vừa qua không ngừng nghỉ, cộng với động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố phong ba đã khiến cho hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề, và tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 4 và dự báo nửa cuối tháng 4, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá nặng nề. Trên thế giới chưa thấy một ai ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Không phải vì thế giới không thương cho người dân của Bắc Kinh mà họ không muốn giúp đỡ chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì giúp đỡ xong, Trung Quốc lại quay ra gây gổ, xâm chiếm, đánh nhau thì lại mệt. Theo thống kê ban đầu, tính tới thời điểm hiện tại, 3 tỉnh thành phố thiệt hại nặng nề nhất của Trung Quốc đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua, nơi đây cũng đang sở hữu con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là điểm đầu tiên trên thế giới có ca nhiễm chủng COVID-19, và đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam, nơi mà đang có khu du lịch nổi tiếng mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy, và điều đáng bàn ở đây là thời tiết ở những khu này chưa có nhiều thay đổi, vì thế tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ chồng lũ, kinh tế Trung Quốc mất trắng nối tiền. Các thảm họa liên quan tới mưa lũ trong năm vừa qua đã khiến tình hình kinh tế của Trung Quốc thiệt hại tổng cộng 5,9 tỷ đô la. Hơn 120 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong năm nay. Theo trang Fox News, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo thời tiết lên màu vàng, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo cấp độ, và một loạt các tỉnh như thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh cũng liệt vào danh sách đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo dự báo, những trận mưa xối xả sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới. Hình ảnh trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy các tuyến đường và các đồng bằng của Trung Quốc đều ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập lên tới 11 mét. Cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, về phía Nam thuộc tỉnh Giang Tây, hơn 8.000 người đã phải sơ tán, 54 ngôi nhà đã bị đổ vì mưa lớn nhiều ngày qua. Tờ báo Nhân dân Nhật Báo còn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, trên cả nước, các thảm họa do lũ lụt gây ra đã phá hỏng 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại 5,9 tỷ đô la Mỹ, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích. Tân Hoa Xã cho biết nhiều khu vực đã phải nâng mức đối phó với lũ lụt vì mưa không ngừng nghỉ, càng khiến nước sông dâng cao và khiến con đập Tam Hiệp càng có khả năng nguy cơ bị vỡ, và nếu nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và đó là một điều rất đen tối cho phía Trung Quốc. Và tin đó là một trong những tin thật đáng buồn. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy thông báo các trận lũ quét có nguy cơ tàn phá mùa màng ở các thành phố trực thuộc tỉnh này như Hoàng Sơn, Chỉ Châu, Đồng Lăng và An Khánh. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương phải kịp thời cảnh báo, cung cấp thông tin và sơ tán người dân để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Ở Hồ Bắc, các cơ quan kiểm soát lũ lụt cũng đã nâng cấp độ phản ứng từ 3 lên 4 mức độ cao nhất. Tỉnh này đã trải qua 6 trận mưa lớn kể từ đầu mùa, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6. Các clip của thành phố Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc, video được người dân ghi lại cho biết mực nước tại một số trạm thủy điện dọc sông Dương Tử và những nhánh sông gần đó đã chạm mức báo động đỏ.
Trong khi đó, mực nước ở một trong năm hồ lớn nhất của Trung Quốc đang vượt mức báo động 2 mét. Nguy cơ vỡ đê sạt lở là rất cao. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của Trung Quốc dự báo trong một vài ngày tới và trong những tuần tới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần, sấm sét vẫn liên tục xuất hiện dày đặc ở 28 tỉnh thành phố phía nam của Trung Quốc, thậm chí nó còn lây lan sang các khu vực lân cận. Đề nghị người dân và các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và đề phòng.